chào bạn. Bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết là bạn tên là gì và bạn đến từ đâu không ạ? Em là Trinh, tầng 7. Chào Trinh. Và từ Trinh đi qua bên Spa Vân Anh thì chắc là rất là xa, một chặng đường quá rất là dài đúng không ạ? Cảm ơn Trinh rất nhiều. Và Trinh có thể giới thiệu cho các bạn biết rằng là Trinh tới với Spa Vân Anh là Trinh biết từ đâu và tại sao mà xa như vậy mà vẫn tới đây không ạ? Hồi đó là có bạn giới thiệu qua đây làm, xong rồi làm thấy ok, bên đây mấy bạn nhân viên làm nhiệt tình đó, nên là theo luôn. Mặc dù là giờ chỉ qua quận 7 khá là xa nhưng mà cũng ráng chạy qua đây làm. Hôm nay thì Vân Anh rất là được vinh dự là được đón cả hai vợ chồng Trinh tới với spa. Thì lý do ở đâu mà anh đang rất là sợ nặng mụn mà Trinh lại nhất quyết bảo chồng mình là phải nặng mụn đi ạ? Bây giờ làm đẹp phải chịu thôi, muốn đẹp cũng phải chấp nhận thôi. Và Trinh có thể nói cho các bạn biết là Trinh đã sử dụng những dịch vụ nào và làm những dịch vụ nào bên Vân Anh Spa không ạ? Thì em có làm triệt lông tay chân với lại nách, rồi thải chì cũng có, rồi nặng mụn cũng có, rồi massage đó, làm nhiều lắm. Nói chung là rất là nhiều dịch vụ đúng không ạ? Cảm ơn Trinh. Và Trinh có thể chia sẻ một chút đôi lời với các bạn đang coi video hay là với bạn bè của Trinh, Trinh có lời khuyên gì cho các bạn ấy không ạ? Thì nên là khuyên là bây giờ muốn đẹp thì phải chấp nhận đi làm thôi. Thì nói chung cho dù xa hay gì cũng, nếu mình cảm thấy chỗ nào ok thì mình nên đến chỗ đó làm. Tại vì uy tín với lại ân cần với lại nhiệt tình thì mình nên đến chỗ đó làm. Dạ, cảm ơn Trinh rất là nhiều. Cảm ơn Trinh rất là nhiều và rất là cảm ơn Trinh vì ngày hôm nay được tiếp đón cả hai vợ chồng Trinh, và cũng chúc Trinh là chuẩn bị có một đám cưới thật là bung lụa. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye mọi người.